Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi chiều tối ngày 11 tháng 7 năm 2018, cửa hàng âm thanh Hạnh rất vinh dự lại được đón một vị khách đến từ Mê Linh, Hà Nội. Vâng, chú Bùi Văn Giang, chú đến từ Mê Linh, Hà Nội. Chú về cửa hàng âm thanh Hạnh thẩm âm và sắm cho mình một chiếc âm ly Samsung 907 được các. Vâng, chiếc âm ly thì đã được chú kiểm tra, mở máy kiểm tra và đã thẩm âm. Vâng, chiếc âm ly thì rất hiếm trên thị trường. Vâng, công suất là 370W, hồi gỗ chỉ vàng. Vâng, chiếc âm ly trong tình trạng còn đẹp xuất sắc. Vâng, chiếc âm ly này thì rất là hiếm, rất ít khi gặp. Vâng, mỗi một sản phẩm trước khi rời cửa hàng âm thanh Hạnh về với quý vị và các bạn thì cửa hàng cũng xin quay một clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết những sản phẩm đã có chủ trong các ngày. Chiếc âm ly có công suất là 370W, hồi gỗ chỉ vàng 907 được cát. Bên cửa hàng âm thanh Hạnh thì còn rất nhiều các sản phẩm, vâng, rất nhiều những cặp loa và những chiếc âm ly. Vâng, mỗi một vị khách đến cửa hàng âm thanh Hạnh thẩm âm và sắm cho mình được một sản phẩm thì cửa hàng cũng xin quay một clip để thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết những sản phẩm lần lượt rời cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong các ngày. Vâng, sau clip này thì cửa hàng cũng sẽ thông báo những sản phẩm mới về ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng về rất nhiều hàng. Tanoi D700, Yamaha NS690, 35 mã. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Vâng, quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu tất cả các sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.